Honda Lead 2025 có gì khác biệt so với Honda Lead 2024? Mặt nạ trước được thiết kế lại mang hơi hướng thể thao hơn. Cùng với đó, phần mạ chrome phía trên đầu đèn đã được làm một cách tinh tế hơn, mang lại sự sang trọng hơn cho người sở hữu. Khóa phanh sau giúp người sử dụng phương tiện có thể dừng xe ở những nơi đường dốc hoặc là vỉa hè mà không sợ bị trôi xe, trong khi Honda Lead 2024 thì không được trang bị. Cốp xe vẫn giữ nguyên dung tích là hơn 37 lít. Bên cạnh đó thì trên phiên bản 2025 đã được trang bị thêm đèn soi cốp cùng với vách ngăn cốp rất tiện lợi. Chốt trên yên xe được thiết kế lại, hạn chế tối đa tình trạng bị kẹt chốt yên. Hộp đựng đồ phía trước được thiết kế mới với thao tác mở dễ dàng hơn, cùng với đó khoang chứa được bố trí lại một cách khoa học. Và điểm khác biệt lớn nhất, trên phiên bản đặc biệt thì Honda Lead đã được trang bị phanh ABS một kênh trên bánh trước, giúp người sử dụng phương tiện có thể an tâm hơn khi di chuyển trên đường, đặc biệt trên những cung đường trơn ướt hoặc di chuyển tốc độ cao. Và với một mức giá vẫn rất dễ tiếp cận, thì Honda Lead phiên bản 2025 tiếp tục sẽ chinh phục những trái tim khách hàng, đặc biệt là các chị em phụ nữ.